Xin chào cả nhà, chào cô, chú bác, anh chị đang theo dõi video clip mới trên kênh của mình nha. Thì mới đây nhất trên trang cá nhân của nhà báo Song Minh vừa chia sẻ một số thông tin về câu chuyện tác quyền và tác phẩm liên quan đến cái bài hát mà được nhạc sĩ viết riêng dành tặng cho Hồng Loan đó cả nhà. Thì về sau đây em xin đọc cái bài viết của anh nhà báo Song Minh đó cả nhà. Ba anh em, ca sĩ Nguyên Vũ, nhạc sĩ Nguyễn Minh An, nhà báo Song Minh và ca sĩ Kubo hội ngộ để âm mưu gì đây mọi người? MV ca nhạc của nhạc sĩ Nguyên Vũ với ca khúc mới do nhạc sĩ Nguyễn Minh An sáng tác chăng? Hay MV ca khúc Tuổi đời, tuổi phận đời con của nhạc sĩ Nguyễn Minh An do ca sĩ Nguyên Vũ trình bày? Dấu hỏi luôn nha cả nhà. Lần này thì có cại miệng Min cũng không nói ra đâu nha. Minh nói thiệt ca, chắc mọi người còn nhớ nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh là người sáng tác ca khúc Chữ Hiếu Chữ Tình mà Hồng Loan đã từng hát, đồng thời anh cũng đã sáng tác và hát demo tặng nghiêng cho Hồng Loan ca khúc Tuổi Phận Đời Con, ca khúc tái hiện lại cuộc đời của tiểu thư ăn vặt và ba Vũ Linh với giai điệu trữ tình rất xúc động. Ca khúc này được ca sĩ Nguyễn Minh Anh đăng ký Trung tâm Bảo vệ Tác quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam. Tác giả chỉ cho phép Hồng Loan được hát và sử dụng ca khúc này dưới mọi hình thức. Vậy bây giờ nếu như ca sĩ Nguyên Vũ hát và quay MV thì có được không ta? Minh không biết gì trơn nha. Đó là những thông tin mà nhà báo Song Minh mới vừa cập nhật và chia sẻ cho chúng ta biết về thông tin liên quan đến cái bài hát Chữ Hiếu Chữ Tình đó cả nhà, và bài hát mà tuổi phận đời con. Thì anh nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng đã gửi một cái đơn kiến nghị đến Trung tâm tác quyền bảo vệ tác quyền của âm nhạc Việt Nam, nói là những bài hát này thì chỉ cho phép cái người tên là Võ Thị Hồng Loan hát và không thu tiền tác quyền nha cả nhà. Rất là đặc biệt. Đó là một sự tuyệt vời dành cho chị Hồng Loan đó cả nhà. Khi những khởi đầu về những cái MV, về những cái bài hát để lấy lại hình ảnh bản quyền cho ba mình thì lại được những sự giúp đỡ tận tình của các anh chị, những người bạn, những đồng nghiệp hoặc là những người bạn của ca sĩ Nguyên Vũ, đặc biệt bây giờ là nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Thì trong cái đơn kiến nghị thì gửi Trung tâm Bảo vệ Tác giả Âm nhạc Việt Nam VBBMC, tôi tên Nguyễn Anh Tú, bút danh là Nguyễn Minh Anh, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân đó cả nhà, rồi ngày cấp, rồi nơi cấp, địa chỉ là quận Gò Vấp, rồi số điện thoại, rồi tôi là tác giả thành viên của VBBMC, tôi đã ký hợp đồng ủy quyền cho VBMC quản lý khai thác các tác phẩm âm nhạc của tôi. Tôi không ủy quyền hoặc chuyển giao cho bất cứ tổ chức cá nhân nào khác sở hữu hoặc sử dụng các tác phẩm âm nhạc của tôi. Nay, tôi đề nghị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam lưu ý với hai ca khúc Chữ Hiếu Chữ Tình, Tuổi Phận Đời Con. Hai ca khúc này tôi đã tặng cho cô Võ Thị Hồng Loan được phép sử dụng trên kênh YouTube riêng của mình và biểu diễn sân khấu từ ngày 25 tháng 11 2023. Bắt đầu thời gian này, rất mong VCBMC không thu tiền tác quyền của cô Võ Thị Hồng Loan trong lĩnh vực YouTube và biểu diễn sân khấu. Xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 2023, người làm đơn là nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Thật là tuyệt vời khi mà những cái thông tin đầu tiên về những cái MV và những cái bài hát về tác quyền thì Hồng Loan đã được nhạc sĩ Minh Anh tặng riêng hai bài. Trước đó thì được anh ca sĩ Nguyên Vũ tặng cho một cái MV Hơn Cả Người Thân, thì hiện tại MV này cũng đạt trên 1 triệu lượt xem và cũng giúp cho Hồng Loan đạt nút bạc cả nhà. Và những hình ảnh về cái bài hát mà cũng gửi cả nhà xem. Đó thì tiếp theo là mình xin cập nhật thông tin liên quan đến chị Hồng Loan về cái việc buôn bán cả nhà. Đó là những cái
những cái đơn hàng mà khách trúng vàng đến nhận tại shop Hồng Loan đó cả nhà ha. Thì tối đêm nay thì chị Hồng Loan cũng có một cái buổi live trực tiếp vào 8:30, tức là 20:30 tối nay cả nhà ha. Thì sẽ live trên Phở Bò, thì hẹn gặp gia đình vào lúc 8:30, gia đình yêu thương của con nhé. Đó thì hình ảnh đồ hình ảnh trên tôi thấy là hình ảnh khách đến mua yến trúng vàng. Khách mua yến trúng vàng là niềm vui của khách hàng, cũng là niềm hạnh phúc của shop con. Và hiện tại rất nhiều chương trình trúng thưởng rất hấp dẫn, đại gia đình của con tranh thủ nha. Con xin cảm ơn và gửi ngàn nụ hôn, chúc đại gia đình của con nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Đó là hình ảnh khách trúng vàng, trúng một chỉ vàng đó nha. Và hiện tại thì cái 5 chỉ vàng vẫn còn nằm trong shop của chị Hồng Loan SCC cả nhà ha. Đây là những sản phẩm mà chị Hồng Loan bán tại shop Hồng Loan về yến cả nhà. Yến tinh nè, rồi yến nhật long nè cả nhà, nó rồi yến hũ sẵn luôn. Yến thì được giao khắp nơi trên tất cả trên thế giới cả nhà ha. Thì chúng ta đến mua yến để trúng vàng và mua yến ăn để bảo vệ sức khỏe. Đây là câu chuyện phía bên kia. Thì hôm nay phía cô cháu gái cũng có những cái thông tin bên lề, đó là những thông tin mà cô tỏ ra cô trầm mặc. Thì rất là nhiều người rất khó hiểu, hỏi sao cô trầm mặc là sao, một là trầm cảm, hai là suy tư. Hôm nay là cô lại viết một cái tiêu đề là trầm mặc. Thì bên phía của cô hiện tại có bánh tét, thì cũng có một số thông tin là bánh tét đã được mời lên làm việc với công an rồi cả nhà, do những cái thông tin liên quan đến chuyện mà cô dùng tiền mà thuê mướn người tại Việt Nam để vả vào mặt một cái kênh YouTube mà chuyên nói xấu, là chuyên nói về những đề phản biện gì cô. Có nhà cô nó sẽ tặng cho mỗi người ai mà giả vào mặt của cái kênh YouTube mà cô nói đó thì sẽ được tặng 100 USD cho một người đó. Và hôm nay thì cô đã được 911 bên USD USA mời cô rồi. Nó cả nhà ha, thì không biết là mời để xử lý cái tội vấn đề đây. Xử lý cái tội là thuê mướn người để quấy rối hay gì đó thì chúng ta sẽ chờ đợi tiếp theo. Và một thông tin mình cập nhật cho cả nhà biết về vấn đề liên quan đến Xăm Chỗ. Cái người này thì chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà một cái đặc biệt hơn đó là cái người này có xuất hiện tại Việt Nam trong cái lễ giỗ tổ vừa rồi. Nếu như chúng ta để ý thì trên trang hội nhóm thì các bạn mới vừa cho xem nó cả nhà. Cô này từng xuất hiện tại lễ giỗ tổ bên phía Cọt Xèo tại sân khấu Thái Hoàng đó cả nhà ha. Thì đã về Việt Nam rồi và có dự giỗ tổ rồi thì tất nhiên là họ rất là vui vẻ, rất là trò chuyện với cô cháu gái và trò chuyện với phe của mẹ cô cháu gái, hay là Cọt Xèo Quý Phi đó. Thì cô này thì cũng nghe đâu đâu là có một cái mối quan hệ thân thiết chị em với bánh tét ở cả nhà. Thì dù sao hai người cũng tương đồng với nhau, đó là về cái hình xăm và về cái giọng nói và về cái tính cách cả nhà. Hai người đều có một cái giọng nói rất là chua chát, một cái giọng nói không phải thì mị của người con gái, mà một giọng nói gọi là sang sảng. Và nếu như nói lớn tiếng mà chúng ta nói hay, nó mạnh mẽ, nói tốt không sao, còn này cô ta nói rất là khiếm nhã, những lời nói rất là thô tục với cả nhà ha. Thì nghe đâu là hai người đó là cũng có là đồng môn với nhau cả nhà. Và cô này cũng đã từng xuất hiện tại Việt Nam để dự một cái buổi lễ trên giỗ tổ. Thì chúng ta sẽ chờ đợi xem hình thức bánh tét đã được mời làm việc rồi, thì không biết có phải là tới mời làm việc đối với cô Xăm Chỗ này nữa không. Nó thì hiện tại thì chị Ni cũng đang có một cái kỳ nghỉ Giáng sinh cùng với gia đình và con tại bên Malai. Thì nói chung là chị Ni về đó rồi, còn ở chuyện chị Ni ở đâu thì còn lâu mới biết được nha cả nhà. Đó là thông tin bảo mật, chúng ta không thể nói được gì hết. Và bên phía của con Xăm Chỗ này nó luôn tìm cách để khiến cho chị Ni phải nao núng, phải đáp trả. Nhưng mà mình nghĩ từ nhận thấy từ lúc sáng tới giờ có khoảng rất là nhiều bài viết về chị Ni, nhưng mà bên phía chị Ni chưa hề lên tiếng gì hết cả nhà. Thì chị Ni cũng muốn dành riêng một khoảng thời gian enjoy với gia đình, với con trước, rồi sau khi lắng xuống thì sẽ xử lý con này sau cả nhà ha. Và chúng ta sẽ chờ đợi những bước tiếp theo của chị Ni, xem chị Ni sẽ xử cái cô Xăm Chỗ như thế nào nha cả nhà. Và tới đây thì em xin được tạm dừng clip này. Chúc cả nhà có một buổi tối gặp nhiều may mắn và vui vẻ nhé. Xin chào cả nhà.